Tới ngày thẩm định nhà lần 2, luật sư phía Hồng Loan thông báo một tin cực quan trọng. Sáng nay, luật sư Tuyết Ngọc là luật sư bảo vệ quyền lợi của Hồng Loan đã có bài đăng trên trang cá nhân của mình thông báo về tiến độ vụ kiện của Hồng Loan đến toàn thể khán giả và những người yêu mến Hồng Loan. Kính gửi quý cô, chú bác, anh chị quan tâm, quý mến Võ Thị Hồng Loan. Từ đầu câu chuyện tranh chấp đến nay, mọi người đến với Hồng Loan vì thương cô gái hiền lành bị ức hiếp. Thấy chuyện trái với lẽ thường nên mọi người bức xúc. Hồng Loan Ni và luật sư chắc chắn mãi cảm ơn về những tình cảm trân trọng này. Về những câu chuyện drama ngoài câu chuyện pháp lý đã diễn ra, cũng từ chủ đích của những người nhân danh yêu thương nhưng bản chất không phải yêu thương để gây chia rẽ. Mong mọi người tỉnh táo trước những thông tin những người có mục đích xấu. Về câu chuyện pháp lý liên quan Hồng Loan, câu chuyện dân sự đang tranh chấp tại tòa, Hồng Loan đang được bảo vệ bởi luật sư công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tâm Quang và cụ thể là tôi, luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc và luật sư Nguyễn Trọng Ân đang phụ trách. Chúng tôi có trách nhiệm phục vụ Hồng Loan về mặt pháp lý và dĩ nhiên luật sư biết phải làm những công việc nào để bảo vệ Hồng Loan. Cộng đồng mạng yêu thương, quan tâm, nóng ruột, hỏi han là điều luật sư vô cùng trân quý, nhưng mong đừng để một vài cá nhân, nhân danh yêu thương để gây áp lực cho người trong cuộc trong khi không biết luật sư đang xử lý công việc thế nào. Luật sư không chia sẻ cho mình không có nghĩa là luật sư không làm gì cả. Hơn nữa, vụ án của Hồng Loan là vụ án hy hữu có 102 bởi lẽ. Nguyên đơn đi kiện chỉ mới cung cấp đơn kiện và những yêu cầu bất hợp lý. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu chia tài sản, nhưng khi được yêu cầu phải có đơn yêu cầu độc lập thì lại không có đơn, vì nếu có phải đóng tạm ứng án phí và đóng án phí trong tương lai. Cả nguyên đơn và người liên quan có 3 luật sư phục vụ. Bà HN có một luật sư là người đại diện theo ủy quyền. Bà HP dù không yêu cầu độc lập, hiểu là không tranh chấp, nhưng lại có 2 luật sư bảo vệ quyền lợi, một người vai đại diện ủy quyền và một người luật sư. Nhưng đến nay bên phía họ cũng chưa có bất cứ động thái nào, ngoài việc thỉnh thoảng cung cấp lá đơn yêu cầu bất hợp lý. Họ đi kiện nhưng họ thủng thẳng, đùng đỉnh, từ từ. Thì tại sao mình là bị đơn lại đang quản lý toàn bộ tài sản mà mình không bình thản chờ tòa giải quyết, lại cứ phải tự mình gây áp lực cho mình? Ngày 5 tháng 12 năm 2023 là lịch xem xét thẩm định tại chỗ toàn bộ nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, giống như hôm xem xét đất Thủ Đức. Đây là một hoạt động tố tụng bình thường trong vụ án tranh chấp thừa kế, nên đâu có gì nghiêm trọng mà mọi người tranh cãi. Còn hôm 26 tháng 10 là xem xét thẩm định 2 căn phòng nơi chứa đồ đạc của nguyên đơn và người liên quan. Sau khi tòa thẩm định, sẽ đến thủ tục định giá, đây cũng là hoạt động tố tụng phải làm trong bất kỳ vụ tranh chấp thừa kế nào, trừ khi tòa chấp nhận đình chỉ vụ án này thì mới không thực hiện các thủ tục này. Nhưng vụ này tòa sẽ mang ra xử nên đó là việc cần làm. Thẩm định, định giá không có nghĩa là tài sản sẽ được chia. Nếu ai chưa rõ về hoạt động này và mọi người quan tâm muốn hiểu thì có thể xem kênh YouTube của anh LS Vlog để nghe giải thích tường tận về hoạt động này. Tôi chưa từng gặp và không quen biết anh LS Vlog, nhưng ảnh cũng là một luật sư đồng nghiệp nên hy vọng thông qua kênh ảnh mọi người có thể tiếp cận được thông tin pháp luật đúng, vì ảnh cũng là luật sư nên tiếp cận vấn đề pháp lý nơi anh ấy sẽ chuẩn hơn. Về thông tin hòa giải của ai rồi không hòa giải để vi phạm tố tụng, bị đình chỉ, mất quyền khởi kiện, luật sư không theo dõi nên không biết chính xác, nhưng mong mọi người đừng lấy chuyện của người A, người B để ví von chuyện của Hồng Loan. Hòa giải của họ là hòa giải cơ sở trước khi tòa thụ lý, có những tranh chấp, luật bắt buộc phải thông qua thủ tục này, nếu không thông qua thì vi phạm tố tụng. Vụ tranh chấp của HL không bắt buộc phải hòa giải cơ sở trước khi thụ lý, khi tòa đã thụ lý rồi vẫn còn nhiều lần hòa giải, khi tòa giải quyết vụ án tranh chấp. Tại phiên xét xử, tòa vẫn có thể hòa giải, nhưng khi tòa sẽ tiến hành thủ tục hòa giải theo quy định thì các bên có quyền đề nghị không muốn hòa giải vì xét thấy không thể thương lượng gì cả. Người ta chỉ thương lượng khi hai bên có cái lý, chứ không ai hòa giải khi chỉ có một bên có lý còn một bên vô lý. Vì vậy ý chí của Hồng Loan mà có lần Ni từng nói không hòa giải là vì bên kia kiện vô lý, không phải Ni nói không thực hiện thủ tục hòa giải theo quy định tố tụng. Mong cộng đồng mạng hết sức yên tâm. Nói thật, chưa bao giờ có một vụ án kỳ lạ như vụ này. Nguyên đơn đi kiện mà thong thả kiện, không cung cấp gì cho tòa, chỉ có bị đơn và tòa án tích cực làm việc. Chính tòa còn phải thốt lên rằng, sao bị đơn liên tục gửi văn bản đốc thúc tòa, tòa đang giải quyết mà, để tòa thong thả làm từng việc chứ việc gì phải gấp. Thưa quý cộng đồng mạng, luật sư biết cần phải làm gì và những gì làm được theo quy định pháp luật là chúng tôi đã triển khai tất cả. Giờ chỉ mong cộng đồng mạng nếu quan tâm yêu thương Hồng Loan chân thành, xin hãy để chúng tôi giải quyết công việc pháp lý, mà không phải thông báo rằng chúng tôi đang làm việc gì, bởi đó là nguyên tắc bảo vệ của luật sư. Đúng là một ngày có 24 tiếng, ai cũng chỉ có 24 tiếng và công việc chuyên môn của chúng tôi xử lý 24 tiếng đã không đủ nên thật sự không thể lắng nghe từng lời của từng người để phân trần.
Dù thực tế may mắn là luật sư Tâm Quang chúng tôi có sự hỗ trợ nghe ngóng thông tin từ các bạn học viên, sinh viên đang thực tập tại công ty chúng tôi, nên ít nhiều những kênh nào anh chị có góp ý thì dù không phải tất cả, nhưng luật sư cũng nắm được thông tin sơ bộ qua sự báo cáo của các bạn hỗ trợ luật sư. Nói thật, luật sư không thể có thời gian vào từng trang nghe đọc hay có thời gian tham gia livestream tương tác với các kênh YouTube, nên nếu các anh chị thấy có gì có lợi, bất lợi và muốn góp ý chân thành thì có thể liên hệ luật sư và Hồng Loan và chị Ni. Việc lên mạng góp ý rộng rãi cộng với tâm trạng bực dọc, trách móc của quý anh chị sẽ làm cho các cô chú bác anh chị thật sự thương Hồng Loan lo lắng. Hơn nữa, việc chúng ta đang chọn hình thức truyền tải năng lượng không tích cực đến người nghe, rồi 9 người 10 ý. Câu chuyện sai, quá sai rồi gây áp lực cho chính những người mà chúng ta đang nói là bảo vệ, quan tâm. Luật sư chân quý và kính mong từ nay nhận được sự quan tâm, kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi của mọi người yêu thương Hồng Loan. Về hai vụ án hình sự mà luật sư Nguyễn Thanh Kha đang hỗ trợ miễn phí cho Hồng Loan, mọi người hỏi thông tin hoang mang sao Hồng Loan không cung cấp thông tin cho anh Kha làm việc. Luật sư xin trả lời, anh Kha vẫn đang triển khai hai việc này. Tôi không nắm thông tin anh Kha cần Loan cung cấp gì, vì tới nay tôi chưa thấy anh Kha báo anh cần gì để từ hôm 22 tháng 10 năm 2023, anh ký hợp đồng miễn phí và anh em chúng tôi đã vui vẻ trao đổi mọi việc. Tôi bàn giao những thông tin tài liệu cần thiết cho anh. Tôi khẳng định luật sư Kha chưa từng gọi nhắn hỏi tôi anh cần gì và anh hoàn toàn có thể liên hệ tôi khi cần thiết. Anh Kha hoàn toàn không tự lên tòa phú nhận để xin hồ sơ từ tòa nếu không có Hồng Loan, nên thông tin anh Kha tới tòa xin giấy tờ là không chính xác vì tòa sẽ cung cấp cho anh Kha. Anh Kha có số phone của tôi trước khi có số của Loan và Ni. Mọi người cũng biết Loan không dành mọi chuyện đặc biệt liên quan pháp lý nên sự có mặt của luật sư là cần thiết và luật sư chúng tôi có trách nhiệm phải làm những việc cần thiết để bảo vệ thân chủ, không phải yêu cầu thân chủ phải làm những việc luật sư có thể làm. Vì vậy hiện nay, luật sư Kha đã và đang làm các việc cần thiết cho Hồng Loan. Nếu cần gì, anh Kha hoàn toàn có thể trao đổi thêm với tôi và đề nghị tôi hỗ trợ vì chúng tôi cũng là đồng nghiệp. Chính tôi là người thuyết phục Hồng Loan, Ni đón nhận sự giúp đỡ nhiệt tình miễn phí của anh Kha thông qua kênh YouTube chị Trang Vina giới thiệu. Tôi đã gặp anh Kha vài lần trước khi Hồng Loan gặp, nên tôi tin chính anh Kha tự nguyện nhiệt tình giúp Loan, nên anh Kha chắc chắn là luật sư có trách nhiệm với những gì mình đã hứa. Do công việc bận rộn nên gần đây anh em không có dịp gặp và tôi cũng chưa nắm được diễn biến hai vụ anh đang làm, đã có thông tin đến đâu. Để ít bữa có thời gian, anh em gặp nhau sẽ hỏi thêm từ anh. Các việc khác, sở hữu trí tuệ, vụ BH Media, mọi người trách móc sao Loan không triển khai. Luật sư cũng xin thưa, mọi người thương Loan xin đừng trách móc, vì Loan cũng phải từng bước từng việc mà làm. Và không phải việc gì làm cũng thông báo được đâu ạ. Việc Loan đi hát, quay phim, MV, mong mọi người đánh giá khách quan và có cái nhìn bao dung hơn. Đó cũng là công việc hàng ngày của cô ấy bên cạnh việc buôn bán online cùng anh chị em. Việc pháp lý đã có luật sư, chúng ta không thể bắt Hồng Loan suốt ngày chỉ ở nhà chờ lên tòa, lên cơ quan điều tra để làm việc, như vậy rất áp lực cho Hồng Loan. Hồng Loan có những người yêu thương giúp đỡ là phước phần của em ấy và cô ấy xứng đáng có được những phút giây vui vẻ, hoạt động hàng ngày vui vẻ, hơn là việc suốt ngày ủ rột với những vụ kiện tiêu hao năng lượng. Từ khi chúng tôi tham gia cùng Loan, chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Loan Ni hạn chế phải đi lại các cơ quan chức năng, nhưng bất cứ khi nào luật sư cần, hai em ấy đều có mặt. Hôm rồi, luật sư Ngọc và luật sư Ân đã lên cơ quan điều tra công an quận Phú Nhuận cùng tham dự lấy lời khai với từng thành viên trong gia đình nhỏ của Hồng Loan, Hải, Bum, Mỹ, Ni, làm việc lần cuối cùng để cơ quan điều tra chốt lại vấn đề. Cả 5-6 thành viên phải đi tới đi lui để lấy lời khai với vai trò người làm chứng. Bum nói vui mà đúng, sau lâu quá chị Heng, đi tới đi lui, từ hồi em có bầu nhỏ, bầu lớn rồi em sinh em bé luôn rồi đó. Cuối cùng, vẫn như từ thuở ban đầu, luật sư chính thức lên tiếng là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan, rồi đồng hành cùng với Ni, với tất cả thành viên trong gia đình bé nhỏ của Loan, Bum, Mỹ, tới nay vẫn trước sau như một. Luật sư tiếp tục kêu gọi mọi người thật sự quan tâm, yêu thương các bạn nhỏ. Xin hãy âm thầm theo dõi, ủng hộ qua việc giúp các em ấy có cuộc sống ổn định, tinh thần vui vẻ, thoải mái và chờ đợi từng việc pháp lý sẽ lần lượt được giải quyết thôi ạ.